Xong PTO. Đối với bài này, hôm nay mình không có servo ở đây nên mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cấu hình và điều khiển servo. Để điều khiển được servo hai bước, chúng ta quan trọng đến hai vấn đề. Hay nói khác là hai tín hiệu xung và hướng, hay put và đớt. Chúng ta tiếp tục bài giảng bài 9. Điều lập trình điều khiển đi. Động cơ servo. Bước hay là xung PTO, put, train output, tạo project mới. Mình sẽ vẫn sử dụng cách cấu hình bằng unspecified. Vậy là chúng ta đi với nhau gần gắn bó với nhau hơn một nửa chặng đường rồi, cũng sắp hết rồi. Chúng ta đi take POC ngoài này vậy thôi, tìm kiếm. Chắc đối với các bạn đã làm thuần thục hết những cái phần, những cái bước cơ bản đang ban đầu này rồi đúng không ạ? Cho đi tách. Tiếp theo, đối với điều khiển servo hay điều khiển servo bước thì các bạn cần cấu hình phần cứng, hay nói khác là hardware config. Chúng ta là property. Các bạn đến cho mình phần PTO hoặc PWM. Mình chọn kênh 1 đi. Đối với dòng 1002 chúng ta có thể điều khiển ở tối đa 4 trục với ứng với 4 kênh PTO. PTO 1 và PTO 2 có thể phát xung được 100k, hay nói cái khác là từ Q0.0 đến Q0.3 sẽ phát được 100k. Còn PTO 3, PTO 4 các kênh còn lại sẽ phát chỉ phát được 20k. Nếu các bạn mua các module mở rộng về xung, còn nó có thể lên tới được 200k hoặc xung ra là 5V. Đó là tùy các bạn lựa chọn module mở rộng, nhưng giá thành của nó thì có sự không rẻ đâu. Mình sẽ enable nó lên, enable một kênh lên. Đặt cho nó là ASIC XY hay là trục X. Parameter argument các bạn. Các bạn chọn cho mình. Mình sẽ thường hay sử dụng put A và direct B. Các bạn sẽ dựa vào xung của xung và hướng của servo hoặc bước tùy loại để các bạn cấu hình phần này cho đúng. Các bạn cũng có thể dựa vào POC phát xung để cấu hình con servo và ngược lại. Hardware output thì chúng ta sẽ thấy là xung ở Q0.0 và hướng Q0.1. Địa chỉ phần cứng hardware different là identify differ là 265. Đó, nó về xong về phần cấu hình phần cứng PTO. Chúng ta đến với phần công nghệ, chúng ta vào technology, add new. Ở đây chúng ta sẽ có motion control, chọn to positive positioning ASIC hoặc các bạn có thể command table, nhưng command table là một cái phụ của positive ASIC. Trong command table các bạn có thể chạy một chu kỳ nhất định hàng rất là nhiều bước và có thời gian delay rất là thật các thứ, nhưng mình cũng có thể tạo hoàn toàn tạo được với bên này,
không nhất thiết các bạn phải dùng command table. Nhưng command table hỗ trợ rất là tốt. Đầu tiên, để cấu hình chúng ta sẽ chọn cái đơn vị di chuyển, có thể là mét, inch hoặc xung, vân vân. Chúng ta mình để mặc định để mm. Tiếp theo, chúng ta lựa chọn kênh của mình, ví dụ vừa nãy mình chọn là trục x. Các bạn sẽ thấy Q0.0 là push xung, còn direct là hướng là Q0.1. Thông số đầu tiên các bạn cần cấu hình, đây là số xung trong một vòng. Thường các dòng sạc vô chúng ta sẽ đặt là 2000 xung trên vòng, hoặc tùy ý các bạn. Đây là một vòng các bạn đi được bao nhiêu mm. Đây là số mm trên một vòng. Đâu? Mình xin lỗi, đây là khoảng cách đi được trong trên một vòng quay. Ví dụ là 10 mm, tùy vào cái trục bạn, tùy vào chu vi trục của các bạn. Các bạn sẽ tính ra được cái đơn vị này. Tiếp theo là phần giới hạn. Giới hạn để chúng ta có thể enable giới hạn bằng switch, enable giới hạn hardware limit switch. Có nghĩa đối với dòng Siemens thì các bạn nên có một trục, các bạn nên có 3 cảm biến. Một cảm biến về home, một cảm biến giới hạn trên, một cảm biến giới hạn dưới. Đó. Hoặc ví dụ ở đây mình đặt là Y0.1 và Y0.2. Mức thì các bạn có thể chọn mức cao và mức thấp. Mức cao và mức thấp là như thế nào? Ví dụ cảm biến của các bạn luôn là 1 trả về 0 thì nó sẽ là mức thấp. Hoặc cảm biến của các bạn luôn là 0 trả về 1, nó sẽ là mức cao. Tiếp theo, enable hardware limit switch có nghĩa là cái khoảng cách di chuyển của nó dưới là bao nhiêu và trên là bao nhiêu. Ví dụ sau khi về home nó sẽ là 0 thì mình để cho là 0.0 đi. Trừ 0.0, trừ, mình xin lỗi, 10.0 đến 10.000. Đấy. Khi các bạn vào lỗi limit này, có nghĩa là nó đã bị trục di chuyển của các bạn đã quá vị trí, thì các bạn phải reset trục. Nếu không, trục sẽ báo lỗi. Trục báo lỗi xong các bạn phải reset. Tiếp theo, chúng ta có thể đặt đơn vị cho tốc độ, có thể là 1 trên min, 1 trên phút, hoặc mm trên giây. Mình sẽ đặt là xung trên giây. Tối đa của mình được 100k. Dựa vào các công thức các bạn sẽ tính được. Ví dụ ở đây mình đặt là 100k. Đó. Đây là gia tốc tăng và giảm. Tăng, gia tốc tăng mình có thể đặt là 0.01, hoặc gia tốc giảm 0.01. Tốc độ khởi động, dừng hoặc khởi động, start stop mình để là 10.000 đi. Đó. Như thế này thôi nhưng chạy rất là nhanh, bởi vì xung nó phát ra 100.000 xung trong một giây hay 100k. Mà trong khi đó các bạn chỉ đặt 2.000. Nhưng các bạn phải lưu ý phần này. Đối với cảnh báo MG, Emergency thì các bạn đã đặt cao lên cho mình. Ví dụ mình sẽ đặt là 0.01 thôi. Khi các bạn gặp lỗi phần cứng, nó sẽ ngay lập tức nó sẽ dừng. Tiếp theo là phần home. Phần home này thì các bạn có rất nhiều kiểu chọn home. Có thể active, passive. Đây là hai kiểu. Trong phần home chúng ta có đến 7 kiểu home. Nhưng mình thường hay dùng kiểu active này. Hiện tại thì mình không có phần cứng để test phần home cho các bạn, vậy mình chỉ nói sơ qua. Đây là chọn chiều về home. Trong trục hành trình của các bạn có thể đi về theo hướng thuận, cũng có thể đi về theo hướng nghịch. Thì đây là cách chọn chiều. Đây là tốc độ. Đây là tốc độ khi các bạn về home. Và
phần là màu đỏ, các bạn sẽ thấy là home velocity, tốc độ về home. Cái input homing switch là gì? Chúng ta sẽ để một cái i0, ví dụ mình để i0.0 là cảm biến input. Lại một lần nữa các bạn có thể thấy, các bạn có thể chọn mức cho nó, mức cao hoặc mức thấp. Ở đây tốc độ tối thiểu là 50mm về tốc độ khởi động, và tốc độ start stop của mình là 50mm/s, 100. Đó, đây là về phần cấu hình. Các bạn cũng có thể on commissioning lên để test các chế độ của nó. Mình download. Các bạn vào commissioning hay tiếp. Enable. Mình sẽ giới thiệu vì ở đây của mình. Mình sẽ giới thiệu vì ở đây mình không có thiết bị thật thì mình sẽ giới thiệu đến các bạn về phần commissioning. Máy quắc là chạy ngược, nhưng vì chạy ngược mình để là không nên khi chạy ngược nó sẽ báo lỗi. Quắc quắc chạy tiến. Mình có để giới hạn phần trên, giới hạn phần dưới, và hiện tại em đấy của mình đang báo giới hạn. Tốc độ 100. Đây mình sẽ giới thiệu các bạn, đây sẽ có phần chạy thuận và chạy nghịch hoặc dừng, hoặc các bạn position. Các bạn có thể chọn trực tiếp vào đây khoảng cách di chuyển. Hiện tại ở đây vì mình không về home được nên chỉ sẽ di chuyển được tương đối. Ví dụ đặt 1.000, nó sẽ tự động di chuyển đến 1.000. Còn về homing, đây là phần các bạn test phần home. Các bạn có thể test phần home ở đây, khi các bạn có thể tùy chọn thay đổi để lựa chọn mức home chuẩn xác cho mình. Một điều lưu ý nữa là các bạn muốn điều khiển nó ở đâu. Hoàn toàn từ nãy giờ chúng ta chỉ cấu hình phần cứng. Các trục, vậy ta muốn điều khiển nó ở đâu? Thì các bạn hãy vào phần technology cho mình. Motion control. Chúng ta sẽ có một loạt khối như vậy, như thế này. Cái command table này sẽ dành cho riêng cho phần command table của phần trục ASIC như vừa nãy. Đây. Để khởi động chúng ta cần bật on lên cho nó. Ví dụ ở đây mình sẽ dùng ASIC 1 địa chỉ phần cứng. Enable run. Tiếp theo là khối di chuyển tương đối.
Đó, các bạn nhập khoảng cách, ví dụ là 1.000. 1.000 ở đây sẽ là 1.000 mm. Tốc độ 100 mm/s. Đó. Đó là cách di chuyển tương đối. Còn nếu các bạn muốn di chuyển tuyệt đối thì các bạn phải lấy một điểm làm gốc. Và điểm đó sẽ chính là cái home. Vì ở đây mình không có thiết bị thật thực tế. Mình không có servo. Hiện tại em mới chưa về. Vì vậy, mình sẽ giảng cho các bạn toàn bộ là lý thuyết. Các bạn thông cảm. Đây, chúng ta sẽ có rất nhiều kiểu về home. Như nãy mình nói có 7 kiểu nhưng mình đã nhầm. Sau đây có 8 kiểu. 7 kiểu, đúng rồi. Vì kiểu số 5 sẽ không có. Mình thường hay sử dụng active home. Chúng ta chọn là 3. Xung về home. Tất cả những khối này các bạn chỉ dùng xung một lần. Có nghĩa chỉ gắn lên một lần trừ khối run. Đối với khối run các bạn phải xung duy trì, còn tất cả khối negative hoặc home chỉ cần xung một lần. Các bạn có thể xài xung sườn lên, xung sườn xuống. Đó là bài lập trình điều khiển về servo của mình hay động cơ bước.